Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã quay trở lại với MK11, Mortal Kombat 11 hay các bạn có thể gọi là Rồng Đen 11. Thì ok mọi người, có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, anh bỏ cái series MK11 rồi à? Thì thực sự ấy là mình tốn rất nhiều thời gian và công sức để viết súp cho các bạn đọc ấy, nhưng mà có vẻ như mọi người không quan tâm vấn đề đấy lắm. Vì thế mà mình sẽ dịch theo cái hiểu biết của mình nha. Nếu mà mình thấy là mình dịch được chỗ nào thì mình sẽ dịch cho các bạn xem. Đấy, còn nếu như mình không dịch được thì thôi, các bạn thông cảm cho mình nha. Mình sẽ cố hoàn thành cái series một cách nhanh chóng nhất. Đấy, thì mình sẽ dịch bằng sự hiểu biết của mình thay vì việc mà mình sẽ viết súp nữa. Đấy, thì nếu các bạn thấy thích thì các bạn đừng quên bấm like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Không biết là các bạn có thích mình dịch hơn hay là các bạn thích đọc viết súp hơn, các bạn hãy comment bên dưới để mình biết. Còn bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp nào. Let's go. Ok, thì tập trước là chúng ta đã chơi tới khúc con bà Sonya của quá khứ rồi. Bây giờ mà vào phang luôn các bạn ơi. Đó. Ok, mày đây là thằng K3 của quá khứ, mà cái thằng mà bị thằng nào nó thổi lửa cho đấy các bạn. Ủa chiêu này là chiêu của Quan Chi mà ta. Ô, chiêu này là chiêu của Scorpion mà. Bọn này nó ăn trộm chiêu của nhau à? Sao nhìn lạ vậy? Mày Sonya có chiêu gì mới không? À, cái chiêu kẹp. Ủa, cái chiêu lốc này là của Quan Chi hay gì này? Mình nhớ mà. Mày không có chiêu gì mới à Sonya? Ấy à, đau nha. Rồi mấy cả tuần đấy không chơi rồi. Ủa, đó là mỏ neo. Ủa, mày này. Mày cả tuần không chơi rồi. Sida quá. Combo không còn mượt như ngày xưa đấy các bạn ạ. Ok, không sao, vẫn rất là ok. Nào, mày. Đó. Ủa, cái gì á? Combo mới à? Được đó nha. Ủa, rõ ràng chiêu này là của Quan Chi. Mày. Ê, ui, thằng này cái móc cưa nó ghê quá. Mày này. Combo đấy, cũng gọi là biết combo đấy mọi người ạ. Ui, thằng này ghê đấy. Ghê à mày? Mày nghĩ là một mình mày ghê? Ủa, hai đứa cùng bay ra luôn. Mày à, Combo này bắn trưởng này. Ủa, không có bắn trưởng à? Ủa, thằng này nó xăm cái gì ở tay vậy? Bình tĩnh. Mày này đá lực lắm. Ủa. Ê man. Ủa, mấy ông không chơi tới bây giờ cái trình độ nó đi xuống quá. Ủa, mình mất cái flality rồi. Mình không biết cái. Ui, nó trúng rồi. Thôi mình thua rồi các bạn ơi. Chết rồi. Ủa, nó múa quạt. Ủa, rồi vừa vào trận đầu nó bị nó giết rồi. Vỡ mồm con chó luôn. Nó móc mình như móc cá đấy các bạn ạ. Vai cả trường. Mình không biết cái Fatherball của con này như thế nào, nhưng mà rõ ràng là lúc ấy mình ấn trượt. Mày này không nhờn nữa. Đánh không nhờn nữa. Lúc ấy là mình canh để mình lấy cái Fatherball thôi, nhưng mà bây giờ mình không cần nữa rồi. Mình đánh vì danh dự thôi. Mày láo này. Láo này. Mà tự nhiên bị bắt về đây xong phải đánh nhau với thằng này khổ thân đấy. Mày này. Thằng K3 này nó đâu phải là bị Sonya hại đâu. Ở tập trước hai cái thằng Kano nó kích đều, nó kêu là thằng K3 này bị con Sonya nó hại các bạn ạ. Nhưng mà thực sự đâu có phải đâu. Don't believe every rumor you hear. I'm done entertaining you clowns. Tôi không phải là trò giải trí các người. Rồi bây giờ nó sẽ vứt thằng Shuriken qua đánh nhau với mình các bạn ạ. Vậy là vợ chồng sẽ phải đánh nhau các bạn ạ. Vợ chồng tương tàn. Đây chính là cái hội Black Dragon các bạn nhá. Đây là cái hội Black Dragon, hội rồng đen đấy. Sao mà chạy ra được mày. Ai múa quạt, đang có nhạc này. Ok, tôi sẽ không đánh nhau với anh ta. Mày phải đánh nhau với nó, hoặc là cả hai đứa sẽ phải chết. Nói chuyện như cứt đấy, thì dù sao thì mày cũng giết bọn tao thôi. Nói chuyện tốt lắm. Tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Nào, tấn công tôi đi.
like hell. You said it. They'll kill us whether we fight or not. Fighting buys us time. À, bọn này phải đánh nhau để đi tìm cách để thoát ra khỏi đây. Nhưng mà nếu mà không đánh thì cũng phải chết thôi. Đấy. Nói chung là bây giờ thằng chuyên đi kê nó kêu con này phải đánh thằng này. Ok, quất. Ủi vãi, đánh thật ạ. Tưởng đánh đùa chứ. Ủi vãi. Hự. Ngã xuống đi. Không đời nào. Bọn chúng có thể biết được là chúng ta đang giả vờ. Ua. À, con gái rượu của cha. Con gái rượu của cha tới rồi. Ua. Ngầu vãi trưởng. Cassie K. Mình vẫn thích Cassie K. Từ phần 10 rồi, phần 10 mình đã thích Cassie K rồi. Phần 10 mình thích cung Jin đẹp trai. À đâu phải, không phải cung Jin, Takashi. Cái thằng đệ tử của Takashi á, đẹp trai vãi. Kano. Ơ thằng này là đệ của Kotokan này. Ái chà. Rồi, mở được cửa rồi. 3-2. Ái chà chà. Thằng này cũng tới từ quá khứ này mọi người. À! Nó bắn vào tay em. Ơi giời ơi, thằng Johnny Cây này yếu quá. Để vợ. Nếu mà thằng Johnny Cây quá khứ mà chết thì thằng Johnny Cây tương lai sẽ chết. Bỡ mồm con chó. Ua. Cái né. Ua. Nhảy hip hop mà né được đạn ạ, vãi trưởng. Nào, muốn chơi đúng không? Cho tao. Mày này nhờn này. Aero Black. Thằng này cũng trong cái hội rồng đen các bạn ạ. Nhưng mà mày nhầm người rồi con ạ. Mày nhầm người rồi. À, chơi pháo hả mày? Việt Nam cấm pháo nha mày. À, ua. À, nó giậm vào chân em. Ê, con nàng. Mình chưa biết combo con Sonya lắm. Nhưng mà Sonya đánh kiểu đánh trên không rồi mọi người. Đánh trên không đánh rất ghê. Nó đỡ ghê vậy. Đó, các bạn thấy Sonya đánh trên không đánh rất ghê. Vì thế mà mình sẽ lựa chọn cách đánh trên không nhá. Đánh ở dưới thì yếu, nhưng mà đánh trên không thì khỏe lắm. Chất nhỉ, các bạn nghe tiếng động trong game này đánh nhau chất. Mày. Không bắn trưởng ta. Con này phải rút cái trong chóng ra đúng không ta. Con Sonya này có cái trong chóng. Mình chơi Mortal Kombat 4 thì Sonya có cái trong chóng. Từ từ để tao xem skill đã. D-A-Z. D-A-I. D-A-Z. Ây à. Có chiêu gì đâu. Là chiêu nó chỉ thế này. D-A-Z. D-A-Z. Ui chả có chiêu gì đâu các bạn ạ. Ở đây. Ua. Được. Ua. Được của nó đấy. À. Mày chơi. D-A-Z. Ây à. Từ. D-A-Z. Đó. Combo đau ấy chứ nhở. Đấy. Đó. D-A. Ôi, combo Sida ấy. Ui, nó bắn. À, như nó bị mất cái Fatal Blow rồi các bạn ạ. Chơi mìn hả mày? Trẻ con trẻ tí. Chết ngay. Ui, thằng lợn này. Con trai, con gái rượu tới rồi. Ui, sao yên lắc thế? Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Và bạn này sẽ cần cái bộ hai cái tay này. Game này lâu bị lắc các bạn ạ. Hình như nó tối ưu để cho PS4 thôi. Ủa. Vãi. Quân của mình chết. Quân nó cũng chết ạ. Ủa. Cassie Kay. Ngầu vãi trưởng. Ủa. Ca con mợ nó nô. Ủa. Thầy cầm 6 nòng các bạn ạ. Mày chúc mày nghĩ là chúng mày sẽ đi được đâu. Ui 6 con mẹ nòng luôn anh em. Đấy. Đây là cano của quá khứ đúng không? À có cano của tương lai. Cầm 6 nòng. Ô. Ui định vị luôn các bạn ạ. Chất vậy. Ua. Mẹ què mẹ tay con rồi mẹ ơi. 6 nòng được hại vậy.
Không, nó rất là nguy hiểm. Mày cãi mẹ à? Đánh chết cha bây giờ. Ủa, sao nòng nhìn chất vậy? Sao nòng là chuyên đi săn zombie đấy. Ủa. Wow. Nhơn. Nào, muốn chơi nào? Muốn cái gì á? Dao, rồi xài phi dao đúng rồi. Ờ, một tổ có bát 10 tôi cũng xài phi dao mà. Phi dao. Tiểu lý phi dao ca con mỡ nô. Quá à. Tốt lắm thằng tương lai của tao. Worst thing is, it's those Netherrealm stiffs did you in. Should have been me. Let's have ourselves a do-over. Ua, cân hai luôn. Vỡ. Ui, Sonya khỏe thế. Nhưng mà không cân hai đâu. Đấm lực ghê luôn cơ. Đấm mắt lực luôn. À, chơi hàng. Chơi hàng hả mày? À. Rồi, 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 hiểu. Mày... đánh này quá khứ là tương lai nó sẽ bị đau. Vỡ mặt. Nhưng mà đánh này tương lai thằng quá khứ nó sẽ không bị đau. Nó kiểu thế. À rồi chơi. Mày tin tưởng vào tương lai của mày. Nhưng mà tao có thể thay đổi được tương lai của mày. Mày nói cái nồi gì đấy. Nhưng mà tao cứ đánh mày đã. Ô mình vừa làm gì á? Hình như mình vứt rút cái hàng á. Mày lên gối mặt. À cái gì vậy? Nó vừa bắn cái gì vào bụng mình á. Mày. Mày này. Mày. Mày. Mày này. Mày này. Ôi vỡ mồm con chó anh em ơi. Nó có Fata Blow kìa. Ôi nó quất Fata Blow mình luôn. Ui. 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 Ai lại nói đây là chế độ dễ. Với còn đây là chế độ khó. Mình đã nói là chế độ khó rồi. Nó sử dụng Fata Blow mọi lúc mọi nơi luôn. Mày. 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 Mày này. Ê à, mày, 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 bắn, ha, bị bắn trưởng rồi nhá, bắn trưởng, ha ha, win, láo, hình như là mình vừa mới tích hợp được cái bắn trưởng các bạn ạ, hay quá, mày vỡ mồm này, mình chơi là knock out cũng được, nhưng mà chơi knock out hèn lắm, cho nên mình sẽ không chơi knock out, nhơn, 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 đấy, đủ thể loại võ công cho anh em, đủ thể loại combo cho anh em, này, hôm nay mình sẽ phục vụ anh em những cái màn combo gọi là tuyệt con mỡ đỉnh nhất. Ê à, ê à, mày, 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 mày lên gối mặt. Nhơn, 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 à, đỡ à. Thằng, bắn, bắn này, bắn này, bắn này. Lộn cú mèo, mẹo cú lộn, lộn. Mày đã bị tao gọi là bẻ gãy. Ui, giẫm vào cổ luôn ạ. Now this is a pickle. Mẹ thằng. Can you break his neck faster than I can gut, pretty boy? Don't forget, it's two for one. He dies, so does your. Nó nói là nếu mà nó giết thằng này thì thằng tương lai Johnny Kay cũng sẽ chết. Thanks, Kano. Cảm ơn Kano. For what? Vì cái gì cơ? For reminding me. Vì đã nói cho tao biết cái luật. Là sao tao? Ê thằng này cắt tóc khá bảnh. Giờ để ý đầu khá bảnh các bạn ạ. À đấy rồi bắn cái thằng quá khứ là tương lai sẽ chết mà. Quá dễ dàng để nhận biết. À để đầu khá bảnh nha. Ơ nó chết theo kiểu của Raiden các bạn ạ. Không biết các bạn để ý không, nó chết theo kiểu của Raiden. Rồi xong luôn chả làm gì tự nhiên chết. Tội nghiệp vậy. Cái bà Konica cái khốn nạn vậy. Cũng chỉ là lợi dụng bọn này thôi. Di chuyển tốt lắm. Có vẻ bắt đầu hai này bắt đầu cảm thấy có chút tình cảm rồi đấy. Đấy rủ đi ăn trưa này các bạn. Ăn trưa ăn tối nhở. Để cảm ơn cô đã cứu tôi. Và để xin lỗi. Cái gì nói chung là không cái gì không lãng mạn. Mình dịch ngu lắm các bạn ạ. Đó. Ô. Ở phần 10. Ở phần 10 khúc đầu mà cái bà này này gọi là Johnny à. Bây giờ kêu là cây. Ủa cái gì á? Ê cái thằng. Thằng đệ tử ruột của Konica này. Thằng bất con mẹ tử rồi anh em ơi. Bất con mẹ tử rồi. Ui. Mẹ đấm cái nát đầu ạ. Thằng này chết cục xúc vậy. Ui. Ghê rồi.
cục xúc kìa. Ủa vãi, ê à. Ui, thằng toàn chơi nát đầu đấy anh em ạ. Đấm phát nát đầu là có thật. À, anh ra đen, anh ra đen. Ủa, anh ra đen chảy dao. Ủa, ủa. Đấm phụt máu mà không chết các bạn ạ. Thôi, 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 xong, xong. Thằng nó toàn bóp nát đầu người ta thôi vãi. Thú vui của nó hay sao ạ. Ôi dồi ôi, dã man. Dễ đành đạch trước khi chết luôn. Hắn là khách mời ở đây à? Kyrus, đệ tử ruột của Konica. Thầy mệt có ông đánh được rồi. Để hắn cho tôi. Tôi sẽ gọi là làm cái gì đó để giữ hắn lại. Nhưng mà thầy bất tử mà. Sonya Blade, mẹ của Cassie. Yes. Có chuyện gì không? Cassie đã đánh bại Sinok, con của Kronika. À, ghê rát. Ghê quá nhở. Mày ghê. Mày ghê. Ghê quá nhở. Mày ghê. Ghê. Ghê quá nhở. Mày ghê quá nhở. Ê à. Ui thằng này ghê đấy. Ê à. Thằng người cát các bạn ạ. Gara con mẹ rồi. Gara con mẹ rồi. Gara con mẹ rồi. Gara. Mày nhơn này. Mày chơi. Mày biết tao là ai không? Mày biết tao là ai không? Chết ngay. Combo thuần thục rồi anh em ơi. Mỗi vị tướng mình chơi được một tí nhưng mà mình đều đã combo thuần thục hết rồi. Mày à. Cái gì á? Oa! Mẹ trông cát à mày? Trông cát lên gối vào mặt mày. Mày trông cát. Đấy các bạn thấy đánh gọn chưa? Cái đánh càng gọn đấy mà. Mày. Oa, đau nha bạn Hiền. Đau nha bạn Hiền. Ê à, mày đau nhá bạn Hiền. Ủa thánh đau thế. Mày cẩn thận, mình không được xài Fatal Blow của Sonya quá. Mình đánh Sonya hay quá mọi người ạ. Có lẽ mình sẽ không. Ôi nó xài gì? Nó xài với mình rồi. Vậy là mình có thể xài với nó. Tầm này chưa chết được đâu. Ủa. Ôi nó ngưng động thời gian luôn à. Ủa vãi. Tha gì ghê à. Ua nó. Ua, mình không xài được. Ua, không xài được. Thôi, không xài được các bạn ạ. Mình không xài Fatality Blow được. Tránh xa con gái tao ra. Ua. Thử quay trở lại thêm lần nữa đi. Hai quả mìn. Ô, mẹ con ôm nhau. Con ổn không? Con ổn, con sẽ ổn. Nghe này. Lúc cái mà ta. Con là một chiến binh rất là tốt. Nói chung là bà này đang nhận về cái lỗi của bà đấy và cái nhiệm vụ đầu tiên đấy. Nói chung là đang nói về cái vấn đề mà khúc đầu tiên Sonya của tương lai bị chết đấy. Đấy đang nói là con này phải cứu những người đồng đội thay vì việc của cứu bà ta. Ok. Rồi bây giờ tình mẹ con gắn kết rồi. Bây giờ con này nó nhận là mẹ của con này. Rồi ôm nhau rồi. Rồi nó đã hồi sinh rồi. Thằng Geralt này bá vãi. Liu Kang và Kung Lao không đùa về vấn đề này. Mọi người rút lui. Rút lui. Liu Kang ơi. Nó nhìn cái gì vậy ta? Geralt đã thua rồi. Khi mà hắn ta quay trở lại thì ta sẽ khiến cho hắn mạnh hơn trong tương lai. Nói suy nghĩ của mình đi. Chúng ta mất Shao Kahn rồi. Bây giờ quân mất cả quân đội của Outwork. Và bây giờ thì mất luôn cả Black Dragon. Tất cả những cái thứ này đều đã được có trong đấy rồi.
nhưng mà công việc nó vẫn sẽ tiếp tục thôi. Bây giờ chúng ta phải tới đảo của Sang Sung. Nói chung là bà này đang cần năng lượng để cho cái đồng hồ cát này nó hoạt động đó mọi người. Đang nói về cái vấn đề đảo của Sang Sung á. Sang Sung đang gọi là chiêu mộ những cái linh hồn. À, vậy là cái sứ cái việc mà Sang Sung ấy mà nó đi sưu tập những cái linh hồn ấy là do cái bà này đặt cho nó cái sứ mệnh đấy, và bây giờ những cái linh hồn này sẽ là của bà đấy. Wow, ghê rồi. Khó hiểu nhờ. Vậy là bà này bà tính hết rồi các bạn ạ. Kế hoạch trong nằm trong kế hoạch của bà hết rồi. Dã man không? Phần 9 là Jack Queen, Jack hai cha con. Con gái của tương lai và người bố của quá khứ. Nghe thấy hấp dẫn đúng không mọi người? How's the view? Đang nhìn gì à? No sign yet of the mystical barrier you mentioned. Oh, you'll know it when it comes. Mày có biết không, lúc mà bố tới đây á thì bố cảm thấy thế nào? Cách thời gian dưới đây á, nó điều khiển, nó là một khoảng thời gian đen tối của thế giới bao gồm Chúa và quái vật. Nhưng bây giờ thì ta đang ở tương lai. Có tin tức gì mới không? Cái mà đã xảy ra với bố của tôi. À, cô đã lo lắng là nếu như mà cái gì nó nói kiểu là nếu mà bố mẹ nó không gặp nhau ấy thì nó sẽ không được sinh ra. Nó đang lo lắng về vấn đề đấy. Kiểu vậy đó các bạn. Rồi mình dịch nó hơi dở ấy. Rồi tới đảo của Sang Sung rồi. Nếu mình dịch trực tiếp thì nó sẽ không hay bằng cái việc mà mình sẽ soạn lại lời và mình sẽ viết giúp cho các bạn, nhưng mà thôi. Kệ đi, không sao à. Nó cũng được mà. Cũng nói chung là cũng hiểu được cái ý của nó muốn nói cái gì. Mỗi tội là diễn đạt nó không tốt thôi. Kiểu vốn tiếng Anh của mình nó còn kém ấy, cho nên là dịch nó không có hay. Đây, tới đảo của Sang Sung rồi. Đây chính là ở trong Mortal Kombat 9 đấy mọi người. Cái trận gọi là trận đấu đầu tiên giữa Aowork với cả là Earthrealm à. Earthrealm là ở trên đảo của Sang Sung này. Trận đầu tiên của Johnny Cage với cả thằng Zetito. Thằng nhổ nước bọt đấy. Thằng rắn nhổ nước bọt. Cái đảo rồi nhìn cũ rích. Giống đi lấy kinh quá ta. Giống đi lấy kinh với cả trưởng Sang Sung Island. Chúng ta lại quay trở lại đây. Treo cổ à? Kiểu mấy người kia bị treo cổ ấy anh em. Nhìn rợn với. Ủa đây kiểu mấy ông sư các bạn ạ. Chuẩn mỡ là sư của Siolin rồi. Khi tôi ở đây, những người này lúc đó nhìn sẽ trẻ hơn. Nó mới kiểu là mới hôm qua thôi.
Sang Sung đã trước khi Sang Sung chết thì ạ. Không có ai đây hết. Có tín hiệu. Bao nhiêu? 2. Nhưng mà chúng đang chạy rất nhanh. Ê à? Ai đây? Nhà có khách à? Ua! Ơ thằng nào đây? Ê K3. K3 của tương lai. Và Zen. Kronika biết thì Jordan sẽ dẫn cho mày tới đây. Give me 10 seconds with this guy. Jax Braves. We were partners under Quan Chi's command. Chúng ta đã từng là dưới sự chỉ đạo của Quan Chi. Mày nhầm rách rồi. Nhầm rách rồi em ạ. Ok rồi, mình sẽ dừng cái clip này đây nha. Và không biết là các bạn có muốn mình làm tiếp không. Nếu các bạn muốn mình làm tiếp theo cái phong cách này thì các bạn comment bên dưới nhá. Còn các bạn không muốn mình làm tiếp theo phong cách này, các bạn cũng comment bên dưới nhá, để mình biết. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.